ông ngay. Ui dồi ôi, hàng to em ơi. Ui ôi, wow wow wow, hàng to coi anh em ơi. Ông ngay. Ui dồi ôi, hàng to em ơi. Ui ôi, wow wow wow, hàng to coi anh em ơi. Ui, chấm lên anh em ơi. Ui dồi ôi, con này to dã man. Wow wow wow. Ui, to lắm anh em ơi. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại Phương Thảo Phít Sinh nhé. Thì đêm nay đến thứ bảy và mai chủ nhật các bạn, em này nằm ngủ không ngủ được. Bây giờ ra là 2 giờ sáng của ngày chủ nhật các bạn, đúng 2 giờ sáng. Nằm ngủ nó cứ chằn chọc mãi. Cứ nghĩ nằm xuống cái là mình cứ nghĩ cảnh pha quá đà. Thế thành ra là khó ngủ quá. Tầm này chắc là em cũng dậy luôn, buộc một lưỡi này, rồi ngâm cám, chắc là tí này sẽ về anh sớm hơn em. Bồ kéo nghiện nó khổ lắm các bạn, không tay nào ngủ được. Ngồi buộc sẵn mấy cái lưỡi để đánh dự phòng các bạn, không chẳng may nó lại đứt cái hỏng. Đợt này toàn lưỡi thép xịn quá nhé, toàn lưỡi thép AK, nhưng mà AK lần này nó không bị han đâu, đánh rất là sướng. Anh em càng đánh càng sáng bóng như mới luôn, nó không như đợt thép đợt trước nữa. Bổng lê khoảng 3-4 lưỡi rồi đi xuống ngâm cám các bạn. Cái cảnh thử kéo nghiện là khổ lắm các bạn, đêm hôm nọ mọ sáng đi sớm. Giờ mê đang tầm mở 2 giờ sáng này, làm được gì mày, nhẹ nhàng các bạn. Vợ con nó dậy làm một chỗ cám. Hôm nay em ngâm luôn các bạn, ngâm luôn. Này bình thường nếu mà em đi đánh vội em say ra, nhưng mà bây giờ kiểu như là mình say nó ổn lắm. Tối này nó vang kia thế vợ con không ngủ được. Đẩy phải ngâm chờ đây. Đấy, anh em ngâm cứ ngâm sắp như thế này nhé. Sắp này là ok. Đấy bây giờ cứ ngâm cho nó nở toét là bắt đầu là bóp mê ủ chua các bác nhé. Để đợt sau em sẽ làm video đánh đài và móc hạt để đánh cho các bác xem. Có cái cám mà đánh nó nhạy lắm. Nói chung thì đánh kể cả dịch vụ hay tự nhiên, có cái này vào thì gần như mọi loại cá đều lên hết. Mỗi tội là cái cám này nó là cám đặc chủng, hình ra là cũng khó mua. Nó không như là kiểu như là cám phổ thông ở trên thị trường đâu anh em ạ. Cám này cám Singapore 40 độ đạn. Cái cám ở trên thị trường đó nhé, thì gần như là người ta sẽ nuôi ở những cái hồ ấy, người ta nuôi tạp nham này, những cá rô phi này, chép, trôi, chấm, ninh tinh, tất cả thì là họ sẽ cho ăn loại đạm thấp. Còn những hồ nào mà nó chuyên dụng ấy, nó chỉ nuôi chấm đen này, mê ở chép thì gần như là sẽ ăn độc bằng 40 độ đạm hết. Đấy, những loại cá to đấy. Nhưng mà để mua được cái này thì khó, thì người ta không bán ở bên ngoài. Đấy, chỉ có thể lấy từ cái máy bắn hạt còn sót ra thì lấy lại được một ít thôi. Chung là bình thường ngày em sẽ lấy được có hơn chục cân này. Anh em nào mà có đặt thì cũng phải đặt trước chứ không là cũng không có hàng đâu. Rất là hiếm đấy. Cái này mở ra thì không biết là anh em cảm thấy nào, chứ em mở ra ngửi rất mùi rất thơm, rất là dễ chịu nhé. Nó chua chua thơm thơm nhẹ nhẹ. Đấy. Đợt này nên men mốc rồi bác này, mốc trắng rồi. Mùi rất là tươi. Thơm lắm, nói chung là mở ra rất là thơm. Mở nó mịn luôn các bạn ạ. Em đánh tự nhiên em chỉ pha 50-50. Anh em đánh dịch vụ thì cứ 70 cám 30 củ chua nhé. Đây các bác này, các bác nhìn này, cám này ủ được 1 tháng rồi các bác nhìn nhé. 1 tháng rồi đấy. Mà các bác nhìn này, ủ xong thì nó rất là dẻo, là quánh các bác nhìn này. Đấy. Này nó gần như nó thật sự các bác, là mùi nó rất là dễ chịu, nó là chua thơm rất dễ chịu. Ủ càng nâu này mùi lại càng dịu, đánh rất sướng. Nhiều anh em ủ thì
Nói chung là các bác ủ vội ấy, các bác phải ủ đúng được cái công thức của nó thì là mồi ra nó mới nhạy được. Chứ nếu mà ủ sai quy trình thì nó không nhạy đâu. Cám bắt đầu đang nở. Này, trộn nhuyễn với nhau xong rồi đợi chắc khoảng một tiếng nữa thì là mới cho chú bóng mang đi là ok anh em ạ. Cái ngành cổ kéo đến vất vả, trông thế lắm công phu lắm anh em ạ. Rồi các bác trông nó nhẽm nhão thôi, tí nào cá viên nó hút hết nước ấy là khô lẻo luôn. Nói chung là em phối quen tay thành ra những cái này em căn được rồi. Ok, giờ chuẩn bị đồ và cũng chắc cũng chuẩn bị lên đường rồi. Phối xong cái này giờ cũng là 3 giờ các bác, chuẩn bị đồ chắc là tầm khoảng 4 giờ đi là vừa tầm. Đây anh em ơi, cuối cùng em chạy làng Chì Nhằng này cũng đến được điểm câu rồi. Đây cũng là một nhánh của sông Giá các bác nhé. Một nhánh của sông Giá đấy. Đây, thì sang đây nó đổ xuyên qua con cầu anh em ạ. Nó qua con cầu này. Xe mà đang đỗ ở kia đây, đang chuẩn bị đồ xuống thôi. Để nó chờ người đi qua đã. Ê, điểm đây. Điểm em đánh, điểm đánh bên này. Đấy các bác ạ. Ở trong kia thì cũng có tròi của mấy anh em kìa. Đây em đánh ở dưới cái... Đấy ổn quá các bác ạ. Đánh ở dặn rìa rong muống coi nhá. Rồi xuống rồi, cho xe em dưới đường cái này. Trên đường xá đi ổn quá. Kiểu phi xe đây các bác ạ. Ở trong đây nó có mấy cây nhãn ngồi rất là râm. Úi. Em vừa cho đồ trong đây rồi các bác ạ. Đấy. Đấy nó ngay ở đầu cống. Đi ra ngoài xem các bác nhé. Đây, ở đấy thì anh em cũng đã làm sạp để ngồi này. Mà chắc là lâu rồi không câu được cá nên bỏ. Đây anh em nhìn đạp chưa? Wow wow. Điểm đạp thật. Em sẽ một lát nữa sẽ đục bèo đánh ở đây anh em nhé. Đây bên kia anh em nó cũng làm sạp ngồi. Ở kia nó ngay đầu cống các bạn. Lát em đi lên cho đây em quay nó xem nó đầu cống. Thì nhiều anh em mà cũng dựng lán hay ngồi đấy. Mà chắc là lâu rồi không đánh được em bỏ rồi. Lắng quá. Và bây giờ em vận chuyển đồ đạc đến chỗ này ngồi các bác này. Đây đánh ở chỗ này đi. Để đi qua khu này anh em nhé. Để vác hết đồ sang lại. Wow, không cảnh tuyệt vời chưa anh em ơi. Đã chưa? Ở trên đây nó có cái đường xuống không biết các bác này. Vừa em lại phi tận đường bên kia. Đấy, đây có một cái đường xuống. Ê, không biết. Rồi, đục lỗ ở đây đánh các bác nhá. Hết trời này nắng sợ thật anh em ạ. Muốn hâm nước đó. Rồi, đục cái lỗ. Em lấy cây sục cường em buộc cái chỗ khe để chọc bèo. Lần trước có cây 20H chọc ngon thì mấy ống gạ bám mất rồi đâu. Giờ đây có một cây 20H chọc cứng ngon. Anh em cứ gạ lại phải bán. Giờ buộc cây này nó cũng rất là khỏe, có tội nó hơi mềm thôi. Nó không được cứng như 20H. Đây nó nắm gốc con muống cái này để chọc hơi khó đấy. Rồi xong rồi lúc hiệu thì cuối cùng cũng đục xong một cái lỗ anh em ạ. Vào trận thôi. Nay em đánh bằng con 46T, con này 5m4 anh em ạ. Đánh con này giật ổ bèo nó sướng. Bò nó thích. Đấy rồi đó. Xuống lỗ anh em ơi.
Ờ, các bác nhìn ở đây mấy cọng rau muống nó đang ác thật, nó đang trèo hết cả lên cái cây này. Sợ thật. Đấy toàn rau muống anh em ạ. Làm bẹt nhà này. Ui, view đẹp chưa. Ờ, thử xem nước nó có sâu không anh em ạ. Lâu lâu này. Hôm nọ em định ra đánh luôn cơ mà mấy ngày bận thế hôm nay mới đi được. Ui, đẹp đấy. Cọng này à. Mày ngoi này. Đấy, ngoi này tí quay zoom phao nó khó nha mọi mày. Đẹp luôn. Đấy, có tâm này kìa. Tâm tâm tâm. Đấy 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 đấy. Nó vừa nó nín xuống đấy các bạn, đến là cá con nó vào đấy. Cá con nó đẻ rất dễ là cá săn hàng sẽ vào. Ui tầm kìa. Ui ui ui. Giật phát thêm một trượt các bạn, đấy bọn cá con nó vào các bạn. Cá con nó vào ấy, giật không dính. Đè quả đẹp thế giật không dính. Mấy con tranh con. Cá con. Đè rất là đẹp đấy nhưng mà giật không được. Lệch ổ các bạn. Ở chỗ này. Sâu anh em xem. Tầm này, úi đấy đấy đấy.
có hàng vào anh em ạ. Ui tầm lại kìa. Ông ngay. Ui dồi ôi, hàng to em ơi. Ui ôi. Wow wow wow, hàng to coi anh em ơi. Ông ngay. Ui dồi ôi, hàng to em ơi. Ui ôi. Wow wow wow, hàng to coi anh em ơi. Ui. Chấm lên anh em ơi. Ui dồi ôi, con này có to dã man dã man. Wow wow wow. Ui. To lắm anh em ơi. Ui, chết rồi, chết rồi, nó mắc. Ui, chết rồi anh em ơi, nó mắc. À, đóng mồm. Ui giời ơi. Cụ anh em ơi. Bình chưa? Kéo anh em ơi. Từ kéo. Ui, chậm lại to. Kéo. Wow. Ui tay chân em run. Quang ơi, tay run. Chấm đen anh em ơi. Ui. Ui, chấm đen thiên nhiên. Ui. Ui. Ui giời ơi. Ui. Bác ơi, chấm đen tự nhiên anh em ơi. Về chưa các bác ơi. Ui, con này nó khỏe thật đấy các bác ạ. Về quá. Phải nói các bác là không còn gì giải thích nổi. Ui tay em run. Lấy cái vọng mừng cá đó. Lại anh em nhìn con này to chưa? 20, 40, 60, 65cm anh em ạ. Đã quá. Em bê các bác xem. Rồi, các bác ơi, về chưa? Ý, cấu nó phải thế này anh em ạ. Đã quá. Nằm đi. Ôi, các bác ơi, cấu nó phải thế này các bác. Này, các bác nhìn đã chưa? Con này 20cm này, 40cm này, 60cm này, 65cm. Con này thì nhìn nó phải đưa khoảng 3,5 cân, 4 cân anh em ạ. Này, các bác nhìn đi. Cá tự nhiên gầy nhom. Ấy, về quá. Cho vào túi anh em nhé. Đục cái lỗ ra các bác ạ. Đục cái lỗ to sâu ra. Ôi à. Cho rộng đây. Phê quá. Hoàn em ơi. Về mấy đội của anh. Tuyệt vời.
Tuyệt vời luôn. Ok. Này vớt bèo sâu sâu tí các bạn. Đấy. Ok. Wow. Quá là đã luôn. Đấy. Sâu quá. Ok. Cảm giác mãi được con cá nó phải nói là nói có ba này. Nó phê không còn gì tạo lỗi. Nó kéo nó giằng phát xong rồi nó thì phê. Phải nói thật mình nghe mà cũng đánh bằng cần bùa 6T bò cá sướng thật. Cảm giác nó cực kỳ khó mất. Hôm nay thì em lại đục cái lỗ to ra tí là không sợ mất cá. Con này nó thật sự anh em mà nó vào lâu rồi. Em thấy nó tăm nó luồn quẩn rất là lâu, nó đè phao 1-2 vòng rồi. Nhưng mà lúc em bấm máy quay thì ra là không giật được. Thế em cố chờ. Bấm máy chạy liên tục luôn thì cuối cùng nó đè được phát. Giống đánh đục này là cá nó khó bỏ ổ nó các bác ạ. Nó cứ ăn nó cứ vòng đi vòng lại kiểu gì rồi nó cũng lại vào lưỡi mình thôi. Nên là anh em làm thế cá nó vừa nó hụt qua đấy mà cảm giác kiểu phao nó bị trễ đấy thì các bác đừng cứ giật, cứ kệ nó. Cứ kệ nó rồi nó sẽ lại quay lại thôi. Còn nếu mà anh em mà đã giật đấy thì nó động ổ là nó đi thẳng luôn đấy. Còn không giật thì chắc chắn là nó sẽ quay lại. Đấy. Cái cảm giác lúc nào mà nó chắc ăn thì hẵng giật nhé. Có tăm rồi anh em kìa. Bóng này, úi dồi. Bóng này, úi dồi. Anh em ơi, con này to. Con gì vậy? Úi dồi, vượt anh em ơi. Đẹp luôn. Con này to. Wow. Phê anh em ơi. Úi dồi, con này khỏe lắm anh em ạ. Úi, chịu rồi, đóng trong bụi rồi. Chết rồi. Úi, chắc là đóng mất anh em ạ. Đóng ngay bụi rồi bao rồi. Ừ. Được thế. À, vẫn còn anh em ơi. Wow, 46T phê. Đẹp. 46T phê quá anh em ơi. Cậu. À, nó mắc. Ui, nó mắc phải kéo vào anh em ạ. Con này cậu ở ngay nhưng mà nó bị mắc. Bắt tay cộng đồng muối. Chết rồi. Kéo nó vào nha mọi người. Rồi chắc. Không sợ. Rồi chưa? Chào hỏi anh em ạ.
Cẩu cái đi. Ok luôn. Để vai. Ôi chà. Phê quá. Vừa các anh em ạ. Vừa các anh em ơi, con này đẹp, pháo đẹp thật. Tổng săn mồi này vào ăn này. Úi giời, đóng quả khớm đấy. Cũng sâu lắm. Rồi, ok anh em ơi. Đẹp đấy. Ái à. Đấy, các bác nhìn chưa? Người trắng chưa? Thịt ngon chưa? Hàng họ nó phải thế. Ok, hàng đẹp. Cho vào túi anh em ạ. Hàng đẹp cho rõ. Nghe không? Đó đây. Wow. Con thứ hai. Tuyệt vời luôn. Đánh sướng thật. Phê phết các bạn ạ. Ok, nó kéo số hết bèo vào các bác ạ. Mà bây giờ thì em không kéo, sợ động ổ đấy. Kệ nó. Động ngay. Úi giời ơi, ngon ngon ngon. Úi giời, được một chú vực anh em ạ. À, được một chú vực nhỏ nhỏ anh em ơi. Thế chưa? Con này bé bé mà ngon các bác ạ. Nhỏ nhỏ mà ngon. Nhỏ mà ngon đấy. Bác ơi, này, có phê không? Con này là con thứ ba anh em ạ. Đấy, các bác nhìn có phê không? Cho luôn đây. Wow. Tuyệt vời. Thôi, thì giờ là muộn rồi. Thu đồ về thế anh em ạ. Hôm nay ngày nói chung là một ngày rất là mệt mỏi rồi. Lại được hàng rất to. Thôi, qua anh em xem thành quả nhé. Ơi, thành quả của em đây này các bác ơi, phê chưa? Một con chấm đen bự cụ tổ luôn. À, các bác ơi, như thế này anh em đã cảm giác nó phê pha chưa? Bự cụ tổ luôn, vẫn còn sống. Rồi, về anh em nhé. Bên này được hai chú cá vược, nhưng mà chú này thì toàn dòng săn mồi, nó bé quá, nó vào ổ của em. Đấy, nhưng mà bé như thế này thôi mà ăn lại rất là ngon anh em ạ. Thành quả đây anh em nhìn phê chưa? Con này nó vẫn sống, sâu thế vẫn sống. Còn đèn tỏ nhất. Đánh tự nhiên anh em thấy nó được như thế này, các bác bảo là có phê, có phấn khích không? Ai mà chả phê, mà chả phấn khích nhỉ? Quá đã, về thôi anh em ơi.